Ngay sau khi có nghị quyết số 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo hướng dẫn ngành lao động, thương binh và xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện trên quan điểm công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Các thành viên của tổ rà soát người nhận hỗ trợ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại khu dân cư Triều, phường Tân Dân, thành phố Chí Linh đang khẩn trương đi từng nhà, ra từng người để đảm bảo đúng người, không trùng lặp đối tượng được hưởng hỗ trợ. Thế thì chúng tôi cũng đã về địa phương là thứ nhất là thường xuyên tuyên truyền trên loa truyền thanh. Đấy, cái thứ hai nữa là chúng tôi đến từng hộ gia đình để nắm bắt những cái lao động mà đi làm việc tự do mà do ảnh hưởng dịch COVID-19 là không có việc làm. Qua rà soát, toàn tỉnh Hải Dương có hơn 192.000 người thuộc nhóm đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được nhận hỗ trợ với tổng kinh phí dự kiến trên 236 tỷ đồng. Số lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm là trên 114.000 người, với tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến gần 152 tỷ đồng. Trên cái tinh thần sau khi đã rà soát xem xét như vậy rồi, thì cái danh sách đấy sẽ phải được là công khai, niêm yết, trụ sở ủy ban nhân xã và nhà văn hóa của các cái thôn khu dân cư và thậm chí là trên cả cái hệ thống đài truyền thanh nữa, để cho nhân dân ấy là người ta sẽ theo dõi, người ta sẽ phát hiện giúp xem có sai sót gì không, có bỏ sót đối tượng không, thì trên cơ sở đó thì là mình sẽ hoàn chỉnh cái danh sách đó cùng với hồ sơ để chuyển về ủy ban nhân cấp huyện. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương, các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội có danh sách sẽ được hỗ trợ chi trả trước. Đối với nhóm lao động tự do, Sở Lao động Thương binh và Xã hội sẽ hướng dẫn các địa phương rà soát chặt chẽ, bảo đảm việc rà soát chính xác, không nhầm lẫn, không bỏ sót, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách.